Dạ con cảm ơn bác Con xin phép hỏi tiếp ạ à, Thưa bác Ông Thích Nhật Từ nói rằng Nhóm Thiền Tông Tân Diệu Đang đánh ông ta về mặt truyền thông suốt 3 năm qua Vậy thì trên thực tế là Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã làm gì Mà khiến ông ta lại nghĩ như vậy ạ à? Chùa Tân Diệu là không có đánh ai Ai lại hỏi thì bác trả lời Không hỏi thôi Chứ bác không khi đánh ai trò trời Thấy không còn mà nếu mà đánh cái đánh là có nhiều khi là bởi với cái vận hội Việt Nam mình mà là chín mươi mấy triệu dân là chín mươi mấy triệu người ông nói đúng thì người ta khen rằng ông ông nói sai thì người ta phê bình ông thôi chứ không có đánh ông đâu ông tiến sĩ ai dám đánh ông thấy không ông hiểu ông sai làm cái chỗ này, chùa tân diệu không có không có đánh ai hết mà ai thắc mắc gì thì người ta lại hỏi bắt trả lời vậy thôi ai thắc mắc hỏi trả lời còn thắc mắc thôi chứ không có đánh đánh cái gì mình bác rồi có mình bác rồi đâu có làm có ai đâu có phụ tá đâu đánh thấy không còn nếu đánh là sai đánh là chính ổng á ổng chửi người ta đó ổng cua môi kho mỏ ổng chửi rồi lại đánh đánh bằng cái mỏ đó chứ bác có chửi ai đâu thấy không bác còn khen ổng là thánh tăng mà làm sao dám chịu đánh thắng thấy không người ta đánh bằng roi chứ ổng đánh bằng cái mỏ đó Phải, kêu ổng sửa lại sửa lại cái danh từ đánh lại rồi có hỏi tiếp đi